cũng đứng là một đống này, kêu bóp lên một chút nữa là nó ra đống thứ hai này, cái này đống thứ hai này con, nó đống thứ hai nghĩa là nó đang nhấu nhấu động mình đó con. Đó. Dân miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay em trả lời cái miếng đất 8 công em mướn nha bà con. Cái miếng đất và hổm mà em xịt thuốc mà ngắn lóng mà mập thăng đó bà con. Thì hôm nay em trả lời em xịt thuốc kích đồng nha bà con. Thì em xịt thuốc kích đồng đợt này thì em chủ yếu là cái sản phẩm là giúp cho ngắn lóng nha bà con. Như là khi mà lúa mà nó chỗ lên á, lúa nó chỗ lên thì nó không có nhô đóng ra để hạn chế độ ngã gì sao nha bà con. Và một loại sâu mà cũng dùng ký sinh luôn bà con ơi, để diệt sâu, diệt ấu trùng, đúng không? Diệt trứng, vừa diệt trứng và diệt bớm luôn, cho nó triệt để sâu luôn nha bà con. Thì hiện tại thì nếu mà bà con cập nhật theo mà lúa, tình trạng lúa bây giờ á, thì qua cái cũng đợt đô ôm á bà con, đợt đô ôm đợt trước á, thì bây giờ cũng đỡ rồi, mà bây giờ tới dịch hại sâu nha bà con, nên bà con cũng lưu ý nha. Đó. Thì đây là bình thuốc của em đây. Thì hôm nay thì em xịt thuốc đây để em lấy một cái nhổ một cây gốc để em chia sẻ cho bà con. Đây, đây bà con. Đấy. Thì đây là một cây duy nhất cây bà con. Thì bà con coi nè. Cây mẹ, cây con thì cũng tròn u nu nữa con. Thôi con coi tròn tròn ú đàng hoàng nha. Thì bộ rễ nè, lông hút nè bà con. Đây. Quay che cái chỗ sáng cho bà con thấy dễ cháy. Đây, lông hút rồi bà con. Thì để em bứt coi cái đồng này nó như thế nào. Để rồi em xịt thuốc cho bà con xem. Thì thuốc mà em xịt cái này thì cũng gồm hai thứ thuốc dưỡng, một bệnh và một sâu nha bà con. Bốn thứ. Vừa thuộc lá chân và hiệu quả luôn bà con. Bà con cũng hơi có vết bệnh nha bà con. Đây, vết bệnh đây. À, vết bệnh tới. Mà cái lá này là lá nó cũng tuột rồi bà con. Nè, cái lá mới đâm ra là sáng hết luôn rồi. Không có một vết bệnh luôn. Đó. Thì đây để em bứt cái đồng này ra coi như thế nào nha bà con. Bà con coi nè. Đợt trước em xịt á thì bà con thấy đó cái bộ rễ nè. Đó. Một cây duy nhất nha bà con. Không phải là nhiều cây nha, một cây duy nhất nha. Mà bộ rễ nè, con coi bộ rễ đó, thấy chưa, em rửa cho bà con xem làm sợ có thực tế một chút thì nó dễ hiệu quả không bà con ơi. Đây bà con coi bộ rễ nè, bộ rễ rất là dài và sâu nha bà con đó. Lông hút thì nè đó. Thì trắng phao luôn, lông hút trắng phao luôn bà con đó. Thì cái miếng đất này thì bà con bữa hổm thì em có quay cho bà con xem đó, cái đất nó như thế nào đó bà con. Thì cái đất nó bụng bụng như lúc kia bữa hổm mà con nói cho bà, em nói cho bà con xem đó, thì nó bụng bụng không à, mà cái rễ nó bám sâu gì nè, bụng bụng mà cái rễ nó bám sâu cái ghê không đó. Con coi nè, để xa ra cho bà con coi vô rễ nè đó. Đó. Thì hiệu quả nó cũng rất là ok nha bà con. Sản phẩm đợt trước em xài thì một phần là nó ra bộ rễ và cái cây rồi con thấy nè. Nó không có dài nha. Nó không có dài gì mấy hết trơn bà con. Đó. Thì bà con coi cái bóp là nếu mà bà con coi nhận biết mà đồng mà bà con khỏi xé rồi con bóp như nè. Bóp nè, cái ngay chỗ này nè, ngay cái ngón tay của em nè là một lóng rồi nè bà con. Đó. Là cái cứng nè. Khi mà bà con bóp lên nè nó mềm phải không? Khi mà tới cái chỗ nào mà nó sượng nó cứng á là một lóng rồi nè. Khi bóp lên một chút nữa là nó ra lóng thứ hai nè. Ngay này là lóng thứ hai nè bà con. Nó lóng thứ hai nghĩa là nó là đang nhấu đồng lên nữa bà con. Đó. Còn bà con bóp lên mà thấy ba lóng nghĩa là nó đang chuẩn bị là có đồng, là nó cao thành bông luôn ha bà con. Để em xé cái đồng này ra coi bà con, rồi em chia sẻ thuốc mà em xịt cho bà con xem nha. Thì cái đồng nó lên khá là cao đó bà con. Con coi đó. Thấy chưa? Thì 2 ly rồi bà con. Thì hiện tại thì thuốc em chia sẻ cho bà con thì đầu tiên mà em nói dùng để thuốc sâu á, thì em để cái đồng qua một bên nha. Thì đầu tiên em nói để dùng để trị
ký sinh đó bà con, lấy ký sinh để trị sâu. Thì em dùng là cái thẻ sâu này đây, cái thẻ ký sinh này đây, đây núm ký sinh đây bà con, núm ký sinh. Nếu mà bà con liều lượng bà con dùng mạnh á thì bà con dùng một gói, một gói này cho bình 25 lít luôn nha. Không, còn mà không thì bà con là dùng nửa gói cũng được. Nếu mà bà con mà cái thẻ thuốc này thì cái video trước em có nói cho bà con đó, thì cái thẻ thuốc này nếu mà bà con lúa mà bà con có bệnh mà dùm khi mà mò cánh trắng mà bà con xịt hoài nó không thủng á, xịt hoài mà nó cứ lặp lại hoài á thì không thủng á, thì bà con nên cộng gói này vô, bà con cộng nửa liều cũng được nữa. Để cho để làm chi, để cho cái thẻ này bà con, thì nó giúp cho là cái ký sinh này nó hấp thụ và nó giúp cho việc những cái con ấu trùng á bà con, những cái mà lua khi mà cái gậy phấn trắng á mà nó đẻ trên đây nè, nó đẻ cho lá lúa này nè bà con, không nó đẻ trứng trên lá lúa này nè, thì cái thẻ này nó sẽ giúp cho là việc những cái trứng của gậy phấn trắng này luôn nha bà con, và hay là trứng sâu gì luôn là nó diệt hết, và bóm nó cũng diệt luôn ha bà con, nó bà con cũng hay hiệu quả là điều đó đó bà con. Thì tại vì khi mà lúa mà bà con gậy phấn trắng á thì bà con ít khi mà trên thị trường dạo này á bà con, ít khi mà có thuốc nào mà nó trị nguyên cái trứng trứng gậy phấn trắng hết, và nó sẽ trị gậy phấn trắng là xịt cái nó té thôi, là qua như là nó té xong cái nó bay cho khác vài bữa cái nó đảo lại nữa bà con, như miếng kia mà xịt bay qua miếng kia xịt xong cái nó bay qua bay lại hoài vậy đó bà con. Thì bà con nên xịt cái này để triệt để trên ruộng lúa của mình luôn nha, là đứt đứt trứng ổ trứng luôn đó. Cái thẻ ký sinh này, và một phần nữa cái thẻ ký sinh này á bà con, nó giúp cho cái gãy bà con, đây nó giúp cho cái gãy lúa của mình nè, khi mà lúa mà bà con bị tiếng trùng gãy á, tiếng chỗ bà con gọi là tiếng trùng gãy, còn chỗ em là gọi là bú gãy bà con, thì mấy cái gãy này nè là nó u lên cái cục, u lên một cục bành bà kia gì đó bà con, một cục bự á là bị tiếng trùng gãy bà con. Thì lúa mà bị tiếng trùng gãy á thì bà con khai nước nhiều là bị đây 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 này, có một cây cái nhánh này nhánh cũ nè, thúi nó đen đen hết trơn nè, mình cái nó diệt xong cái nó ra nhánh mới luôn nè bà con đó, nghe không nè, có gãy tiếng trùng gãy nè bà con đó, thì nó giống như cục bú vậy đó bà con, thấy không, nó có một cục đó vậy đó bà con. Thì bà con khi mà bà con xịt thằng này vô là nó tạo nó diệt, tại vì cái ký sinh á thì mà xịt cái là nó thấm xuống đất á, lỡ nó cho nó gớt xuống đất á thì từ cây, nếu mà phun lên cây cây nó hấp thụ xuống và nó diệt, nó bò nó diệt từ từ mấy cái con mà gây hại á bà con, mấy con mà tiếng trùng nữa thì nó diệt, không nó, như là nó diệt những con mà gây hại thôi, còn những con mà có lợi thì nó sẽ để lợi để nó giúp cho cái cây lúa mình phát triển nha bà con. Và thuốc cái thuốc mà em nói cho bà con á mà đầy gì dùng để mà ngắn lóng á bà con, đây thì em tiếp tục là dùng bơm tọ cái thẻ cái chai tôm tỏi nè bà con. Cái chai tôm tỏi này thì hồi video trước em có nói với bà con đó, thì nó như là nó ủ lên men từ tôm, từ gạch tôm đồ á bà con, và cái tỏi này thì cái chai này nó có cái mùi bơ hởi em xịt đó bà con. Thì bây giờ em nói cho bà con là nó có cái mùi hơi nặng nha, cái mùi không phải nặng mà nó hôi hay là như xông hơi nha, cái mùi kiểu là cái mùi mà khi mà bà con ủ cái gì đó, ủ mà để làm phân hữu cơ rồi đó, là nó có cái mùi gì đó bà con, và nó có cái mùi đặc trưng là tỏi nha. Cái đặc trưng tỏi này là rất hay nè bà con nè, bà con nên lưu ý nè, cái điểm này nè, khi mà cái mùi đặc trưng tỏi này nè thì nó khi mà bà con cũng biết đó là gầy phấn trắng á, là nó có thể là tỏi này nó có thể là xua đuổi gầy phấn trắng nha bà con, nên bà con cũng cái chai này cũng khá là ok nha. Còn một phần nữa là nó tạo nó có thể là giúp cho một phần nào đó vô hạt luôn, khi mà lúa mà bà con giai đoạn mà chỗ hoặc là như là công trái me rồi đó, thì bà con xịt gầy phấn trắng là bà con cộng cái thằng này hoặc cộng phim này cũng được, một phần này là nó giúp cho lúa vô cạo luôn nè, và một phần này nữa là nó giúp cho việc trứng nè, thấy không. Và cái thằng tôm tỏi này á, một phần nữa là nó có chất mùi tỏi nè, nó xua đuổi được gậy phấn trắng nha bà con đó. Thì cái nó giúp cho cái lá lúa mình đó bà con, bà con thấy cái dàn lúa của em đó, nãy nó hơi ngà đây. Đây tại vì em quay cái mỏi đó. Đây quay lên màu này nè, bà con coi nè,
cái lá lúa thì nó không có xanh gì mấy nha, nó cũng hơi ngà ngà thôi, nó hơi không phải mà màu vàng nữa mà nó hơi như là nó không kiểu là xanh đậm á bà con. Nói gì cho bà con dễ hiểu á, thì nó cái khi mà cái lóng mà đây đây em lấy cái này kìa, khi mà bà con nè, đây là một lóng nè, hai lóng nè, cái lóng thứ ba là cái lóng mình chỗ lên nè, là cái lóng thứ ba đó đó, là khi mà lúa mà dùng, khi mà con dùng cái sản phẩm khác á, là nó vuốt cái là nó kéo cái đồng đó, nó kéo cái lóng thứ ba nó cao lên, làm cho cây lúa mình khi mà nó chỗ lên nó rất là cao, thì mùa nay mà cao quá thì cũng ớn nha bà con, ớn là sập vì sao á. Và cái khi mà cái xịt cái thẻ này thì nó giúp cho nó cũng đỡ cái phần nào nha bà con. Đó là điều thuốc thứ hai. Còn mà thuốc dưỡng thứ hai mà em nói cho bà con nè, thấy không, thuốc dưỡng thứ hai hồi nãy em nói nè, là cái K3K này nè, thì cái độc này nó cũng cao, nó khá là cao rồi, mà một phần nữa thì lúa của em thì em thấy là cũng đủ lực rồi bà con ơi, nên em chỉ dùng nửa liều thôi nha bà con. Nếu mà bà con lúa mà bà con nào mà hơi bị sừng sừng á thì bà con nên dùng một liều luôn, thấy không, dùng một liều cho nó kéo cái đồng nó hơi nó kéo bông nó hơi ca nhố nhố lên một tí, và cái đồng mình nó to lên một tí, thấy không, khi mà nhố nhố cái chân bông này nè bà con, nhố cái đồng này nè nó lên cao một tí á, thì nó sẽ giúp cho cái nó giúp cho là tạo thêm cái nhiều nhiều cái hạt và tạo thêm nhiều cái nhánh dáng bông nha bà con. Nó khi mà đồng mà bà con chỗ lên cao á thì nó giúp cho ấy. Và một phần nữa thì cái thẻ PK này hồi cơ trước em có nói đó, khi mà lúa bà con mà bị hiện tượng mà bị gầy phấn trắng đánh á, và bị vàng á, và hoặc là hiện tượng bị vàng lá chín sớm á, thì bà con cộng thêm để cho nó phục hồi lại cái hiện tượng mà bị vàng đó nghe bà con. Nên đó là ba thứ rồi bà con, hai thứ thuốc dưỡng và một thứ sâu. Còn thuốc bệnh thì em dùng cái thẻ này nè bà con, thuốc bệnh thì em dùng cái thẻ đậu ôn vi khuẩn, đậu ôn vi khuẩn nó có cái hợp chất là một hợp chất là chiyon nè, 700g trên 1 kg nè, và casumin, không thì để cho hồi mấy cái video mà em có làm cái video mà để chị đậu ôn dứt điểm đó, thì bà con nên kết hợp là có một chất kim casumin nữa, để cho nó giúp cho cái cây lúa mình nó bệnh, mà khi mà lúa mình bệnh nó mình xịt một phát thì nó đứt ngay luôn. Để không coi là mất công đi xịt lặp lại tốn tiền này nọ đó bà con. Nhiều bà con khi thuốc này thì nó không có phải là công ty lớn cũng ấy lắm bà con, nó chỉ đậu ôn và bạc lá nè, thì chắc casumin thì nghiêng gì chị vi khuẩn mạnh nha bà con, nhưng mà nó cũng có tính ngừa đậu ôn mà nó hơi mắc lúa nha. Chiyon thì có chắc là việc đậu ôn mà lưu dẫn đó, thì em xịt 4 thứ vậy thôi bà con ơi. Đây em bắt đầu pha thuốc nha. Thôi bây giờ em xin kết thúc tại đây bà con ơi. Chúc bà con giữ sức khỏe trong lúa chúng mùa bội thu nha. Thì nhà mới xịt xong rồi bà con ơi. Bên đây là nhận lúa của 380 34 của bà con. 34 là xanh đậm đen. 34 nhìn cái dàn lúa nó im hơn. Còn giống của em là giống 54 à. Thôi chào bà con nha.